Seplot Outlet xếp từ 30 đến 70% tất cả hàng hiệu từ bàn ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn và nhà tắm. Chỉ có tại Seplot Outlet, tất cả các mặt hàng xếp từ 30 đến 70%, hàng mới về mỗi tuần tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè và người thân. Chỉ có tại Seplot Outlet trên đường Harbour, góc đường Garden Grove. Điện thoại 714-981-6555, 981-6555. Kính thưa quý vị, phần cuối của chương trình, ý Nhi muốn giới thiệu đến quý vị là nam ca nhạc sĩ Mạnh Quân. Yeah. Hôm nay thì Mạnh Quân tới đây cũng muốn cho quý vị biết là Mạnh Quân sẽ có một cái show sắp tới với nam ca nhạc sĩ, ông nam ca sĩ Minh Chiến, phải không? Vào ngày 9 tháng 12. Yeah, phải không ạ? Cái show này phải là lần đầu tiên của em xuất hiện tại hải ngoại đó. Đương nhiên ngoài ra cái visa mà em đã thành thì cả tháng nay rồi, thì có phải là cái chương trình này là cái chương trình đầu tay của em ra mắt của khán giả tại Quận Cam này không? Ồ, không ạ. Chắc là trước cái show này thì em có 2-3 show nữa. Harlington Beach, một cái show cũng ở Bonsai ở đây nữa. Dạ, cũng có nhiều sân khấu lắm chị. Chương trình là ngày 9 tháng 12, hình như là Tình Khúc Mỹ Nhân. Yeah, đa số là mỹ nhân mà em lại được lucky, một trong những người lucky hả? Yeah. Nam ca nhạc sĩ mà lại thì cái đêm hôm đó thì em sẽ trình bày những bài hát của em. Phải không? Đúng rồi chị. Đêm đó là một cái đêm rất là đặc biệt, một đêm dạ vũ. Và trong cái poster chị có thể nhìn có cả một nữ ca sĩ tên là Mỹ Hạnh nữa. Và Quân sẽ kết hợp với Mỹ Hạnh bằng những cái bài hát song ca vừa của Quân nữa, mà vừa những bài hát techno dance sôi động nữa. Vậy là cái đêm hôm đó em sẽ trình bày rất là nhiều bài hát của em và cũng như sẽ cũng song ca với các ca sĩ khác, tại vì trong cái poster quý vị cũng thấy là cũng rất là nhiều những ca sĩ trẻ đẹp mới. Trong đó thì đương nhiên có như em là cũng đã từng nổi tiếng, thì có những ca sĩ khác, kèm với những ca sĩ khác thì quý vị cũng có thấy qua vài những cái show local ở đây. Thì ở đây là mình có thể nói là cái show trình diễn tại vũ trường Blue. Đây là một cái nơi mà quý vị cũng biết là do nữ ca sĩ Phi Khanh làm chủ. Và đây cũng có rất là nhiều show đã từng mang đến cho quý vị những cái show lớn và những show nhỏ. Giá vé chị thấy đây là có giá vé VIP là 40 đồng và giá regular là 25 đồng. Thì quý vị nào mua trước thì quý vị có thể đòi hỏi để mà ngồi trên đằng trước, để mà quý vị được có thể ngồi gần hơn để mà xem những các ca sĩ trình diễn rất hay. Tại vì đây giống như chị nói rằng là bên này thì cái rạp hát thì mình lại không thấy nhiều, vì cái môi trường bên này không có lớn như bên Việt Nam. Thì mình phải chọn một cái chỗ mà nó vừa ấm cúng mà vừa có thể nhảy đầm được. Quý vị nào muốn nhảy đầm thì ra nhảy đầm, quý vị nào muốn nghe nhạc thì đang ngồi nghe nhạc. Thì tại vũ trường Blue vào ngày 9 tháng 12 vào lúc 9 giờ. Mọi chi tiết có thể quý vị liên lạc đến cho nam ca sĩ Minh Chiến là 714-725-5005, hoặc quý vị có thể mua vé tại nhà sách Tú Quỳnh, hoặc là mua vé tại cửa là nhà hàng vũ trường Blue. Nói tới như vậy thì em biết em là một ca sĩ rất đa tài. Little Sài Gòn TV lúc nào cũng muốn siêu tầm và cũng như promote những người ca sĩ trẻ. Vậy em có một cái Christmas cũng gấp tới rồi. Nếu mà chương trình của Little Sài Gòn TV mà mời em lên trên đài thì em nghĩ sao? Em muốn mang tiếng hát và cũng như bài hát của em để giới thiệu cho tất cả các quý vị trên đài của đài Little Sài Gòn TV không? Dạ vâng, kính chào chị, đó là vinh dự lớn của em ạ. Dạ vâng, thì em cũng rất cần những đài Sài Gòn Little TV có thể mang hình ảnh, lời ca tiếng hát của em đến gần với công chúng hơn. Và từ đây đến Christmas thì cũng còn rất là gần thôi. Nếu mà có dịp được thì chị có thể gọi điện cho em sẵn sàng lên để
hát cho quý vị nghe quý vị ạ. Rất là dễ thương. Vậy là ban giám đốc của đài Leadership TV cũng đừng quên mời nam ca nhạc sĩ này để lên hát cho những cái chương trình Christmas, thì quý vị nhớ đón xem nhé. Rồi cái phần cuối chương trình thì chị muốn hỏi em coi coi em có những cái gì sáng tác mới hoặc những cái gì CD mới, những cái gì mà em có thể muốn kêu gọi đến tất cả khán giả và cũng như để cho khán giả biết trước để mà đến ủng hộ em hay không, và cũng như lời chào cuối cùng đến khán giả. Quý vị ơi, sắp tới thì Quân sẽ cố gắng sớm nhất sau cuộc thi Vstar thì Quân sẽ cố gắng sớm nhất để mà cố gắng ra mắt cái CD mới nhất của mình. Maybe có thể rằng đến tháng 2 quý vị sẽ có thể nhận được những cái gì mà Quân chuẩn bị. Từ giờ đến đó có câu này là không nói trước được nhiều thứ, nhưng mà tại vì là sáng tác mà nên là không thể nói trước được. Cảm hứng rồi các thứ, mọi cái công việc thu âm rồi rất là chuẩn bị rất là nhiều thứ, nên đâm là Quân không dám hứa trước, nhưng mà sẽ cố gắng để mà gửi những sáng tác của Quân sớm đến tay đến tai tận tai quý vị nhé, mong quý vị sẽ ủng hộ. For sure rồi, tại vì một người có tài mà mình viết được nhiều bài, không những cho đưa đẩy những ca sĩ lên nổi tiếng, mà bây giờ mình lại có những cái cơ hội có thể ra mắt được trước mặt khán giả để mà đưa những cái sự gọi là những cái gì mà mình viết ra mà mình có thể mình tỏ tình được, cái đó là quá hay đi. Thì quý vị cũng đừng quên đến tham dự và cũng như ủng hộ đến cho chương trình của nam ca sĩ Minh Chiến vào ngày 9 tháng 12. Đêm đó thì quý vị sẽ được thấy nam ca nhạc sĩ Mạnh Quân sẽ giới thiệu đến quý vị rất là nhiều bài, không những mình nói về đơn ca không mà còn song ca nữa, mà quý vị còn sẽ thấy những cái trình diễn của nam ca sĩ này trên sân khấu nóng bỏng không gì bằng hơn mà quý vị thấy tận mắt. Và với giá là giá vé là chỉ có 25 đồng, hoặc là quý vị nào muốn ngồi gần hơn là VIP là 40 đồng tại vũ trường Blue vào ngày 9 tháng 12. Một lần nữa chị cảm ơn em rất nhiều, chị mong rằng em được thành công và được tiến xa hơn trên nước Mỹ này, và cũng đừng quên trở về với chị một ngày nào đây, em đã sẽ nổi tiếng có thể là chị vớ không tới. Trời ơi, chị dễ thương quá, cảm ơn chị rất nhiều. Vớ không tới thì về mình làm talk show nữa. Dạ vâng. Nhá. Dạ. Thì chị không biết là chừng nào, nhưng mà đợi cái cuốn CD của em ra thì chị em mình sẽ ngồi nói chuyện tiếp. Dạ. Thì hy vọng rằng là em sẽ làm cho thật là nhanh. Xin cảm ơn chị Nhi, xin một lần nữa xin cảm ơn những khán giả thân thương của Little Sài Gòn TV đã quan cho Quân một cái cơ hội giao lưu hết sức là gần gũi và cởi mở như vậy. Quân chỉ biết cố gắng sáng tác thật nhiều, mang lời ca tiếng hát của mình gửi đến cho quý vị nhé. Chúc quý vị những ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn em, và Y Nhi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Y Nhi hôm nay, và Y Nhi xin chúc quý vị được một cuối tuần hạnh phúc và vui tươi với gia đình. Safelot Outlet xếp từ 30 đến 70% tất cả hàng hiệu từ bàn ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn và nhà tắm. Chỉ có tại Safelot Outlet, tất cả các mặt hàng xếp từ 30 đến 70%, hàng mới về mỗi tuần tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè và người thân. Chỉ có tại Safelot Outlet trên đường Harbour, góc đường Garden Grove. Điện thoại 714-981-6555, 981-6555.